Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu gối tựa đầu giường hình thủ cấp cấp bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là mẫu hàng handmade nhé các bạn, may đặt theo yêu cầu nhé, kích thước nhé. Nhưng hiện tại bên mình đang có sẵn hai size nhé các bạn, 1m255 và 1m675 nhé, đi để gần nhau sẽ trông như vậy. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn để các bạn có thể chọn size cho phù hợp nhé. Nếu các bạn thích đặt size khác ấy, thì bên mình cũng có nhận đặt size và kích thước theo yêu cầu nhé. Đấy, đây là 1m675 này. Đấy. Hàng handmade nhé các bạn. Đây là các bạn nhìn này, chất liệu nhung tuyết này, dày dặn chắc chắn nhé. Bên trong là bông nhồi bằng tay, rất chi là dày dặn và không bị xẹp nhé. Có khóa các bạn có thể tháo ra giặt được nhé. Bên trong cũng có một cái lớp đựng lót ấy, đựng bông, có khóa tháo ra giặt được nhé. Nên là vệ sinh rất chi là dễ dàng. Đây toàn mẫu hình thú cute thôi. Mình quay cho các bạn ở xa, các bạn không đến xem hàng được thì các bạn có thể vào trực tiếp cái video này các bạn tham khảo nhé. Thôi mình cảm ơn nha, mình chào các bạn.